một chút. Đây là một quả bắn tương đối xa, 28m. Xuân Trường đá thẳng, bóng trúng ra ngang. Nguy hiểm. 1-0. 1-0 cho anh Gia Lai. Xuân Trường là người đã mở ra một tình huống dứt điểm rồi sang ngang. Có vẻ như người ghi bàn là Memovic hay là Chevy đây, chúng ta cần phải xem lại pha bóng này. Pha bóng diễn ra rất bất ngờ. Không ai nghĩ rằng Xuân Trường có thể tung ra một cú đá phạt tuyệt vời đến như vậy từ khoảng cách đến 28m. Dương Quang Tuấn có vẻ như đã mất tập trung và anh nghĩ rằng bóng ra ngoài. Memovic là người tiếp ứng và Chevy là người ghi bàn. Bàn thắng thứ tư của Chevy Watts ở mùa giải năm nay và anh đã cân bằng được ghi bàn của chân sút Bruno bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiếp tục lợi thế cho đội áo trắng. An toàn, không quyền về, vẫn là an toàn, góc xa, lại chuyền bóng, Chevy chống chải không được, quá chậm rồi. Không hiểu tại sao An Toàn không dám dứt điểm cho pha bóng vừa rồi. Anh quá đồng đội và không tự tin với tình huống xử lý của mình. Văn Toàn chân trái, sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội khách. Chevoas dứt điểm ơi. Không còn một giải pháp nào khác khi không có một người đồng đội nào gần cả. Đó là một tình huống sút bóng khá tốt. Đường kiến tạo lại là của Lương Xuân Trường. Đó là những pha chuyền bóng được coi là sở trường của cầu thủ Tuyên Quang. Chevoas vào thành công rất khôn ngoan. Chevoas một chút nữa thôi là Chevoas đã có thể giúp cho anh Gia Lai vươn lên. Tác động vừa đủ để cho Thành Long không còn kiểm soát được tình hình. Cùng xem lại pha bóng này, một chút tiểu xảo đủ để giành lại thế chủ động và khung thành đã rộng mở. Một Đức Cường cũng đá băng lên xa khỏi khung thành. Văn Toàn tốc độ vẫn đang là Văn Toàn rồi, dành cho Chevoas chân trái rất bình tĩnh nhưng không có đang dành cho anh Gia Lai. Một pha xử lý bóng mềm mại của Chevoas và anh chỉ chịu thua tình huống lăn xả của hậu vệ BKMX Bình Dương. Văn Thành giữa Văn Thành và Văn Toàn. Tuyệt đối! Đáng tiếc cho cú đá của Lương Xuân Trường. Văn Toàn biết cách tạo ra điểm nhấn với những phóng tốc độ của anh. Cầm bóng tự tin đột phá thì có tới 3 cầu thủ của BKMX Bình Dương theo kèm. Tấn công cũng chậm lại. Việc hội cũng sẽ kết thúc. Đó lại là một tình huống rất để một của số 10 anh Gia Lai. Thực sự hay cho những đường chuyền của Lương Xuân Trường. Bóng mà các cổ động viên đã dành tràng vỗ tay dành cho người kiến tạo, nhưng lại là sự tiếc nuối dành cho cái tên thực hiện tình huống dứt điểm cuối cùng. Và bóng quá đẹp mắt của Lương Xuân Trường. Không hiểu sao Chevoas lại dứt điểm hụt. Đường chuyền chúng ta đã cất lên, bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị của Văn Toàn.